Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà, bữa nay gia đình Văn sẽ đổ bánh cọt ăn nha cả nhà. Văn có mua hôm trước, Văn có mua gọng lại được ít hến nè. Văn đãi sạch rồi nè, bữa nay mình làm bánh cọt hến. Ngoài ra thì Văn có mua thêm một ít thịt bằm nè. Với lại con thẻ đó, mẹ đang sắt ra để mình trộn vô cái nhân luôn. Nhân thì gồm có hến nè, thịt bằm, với tép. Rồi đây là phần nước cốt dừa. Cái này là bột, Văn mua bột đóng gói sẵn. Bữa nay Băng đổ bánh khọt là mình có chuẩn bị rất nhiều loại rau nha cả nhà. Có rau chợ nè, rồi rau gừng, rồi dưa leo. Thì nãy cha với mẹ đi ruộng đó, về bẻ có được ít là chùm mồi nè. Rồi cái này là gọi người ở miền quê mình gọi là bí bái. Này là rau nàng hai nè cả nhà. Còn bên đây là cắt lòi. Thì ngoài rau gừng này thì Băng có mua thêm dưa leo, rồi bắp cải. Bên đây thì rau chợ thì mình thường ăn nè, cải xanh, xà lách, rồi rau thơm húng lủi với lại nhíp cá. Đó, phần ở quê mình ăn bánh khọt thì thông thường rất là đa dạng các loại rau. Đó, nói với quê mình bán cũng rẻ lắm cả nhà. Băng mua nhiêu đây mà có 25 ngàn thôi, còn mập mập không à. Mà hến bữa nay mập lắm nha, con nào con thấy bự bự không à. Con mập mập. Em gọng nó sạch sạch trơn luôn á, em gọng em đãi á. Nó sạch ba cát sạch nó trơn. Anh Khải nãy ra chuẩn bị làm clip cái thấy có ổ ong ruồi với anh Khải với chú kế bên nhà đang đi bắt ong bên kia, tí nó mới vô tới. Sao anh Khải im không? Gì hả? Có lý nha. Anh Khải với cái chú kia bắt kế bên nhà đi bắt ong mật, ong ruồi. Anh Quang hỏi anh còn quay clip được không kìa. Coi ai lại gần gần em con mắt coi. Đâu anh Khải em coi có mà không anh Khải? Có. Ồ thấy cũng nhiều quá chứ. Nó đóng trên cây dừa cả nhà. Rồi cậu kế bên nhà cậu bắt giùm được cục mật nè. Cái cục mật nó nằm ở trên cục mật nè. Dạ. Mật ống ánh là thấy không? Đã ha. Thở dữ vậy? Mệt. Thì đem vô cho mẹ hai cu tin. Có sử dụng gì sử dụng. Rau này mình đổ vài cái bánh xèo cũng được nè nha. Nhân là khoái bánh xèo hơn bánh khọt, hôm qua có hỏi. Em xách ba cái khuôn huyền thoại của mình ra cho anh Khải. Nãy giờ anh ủ trong lá chuối luôn nha. Giới thiệu với cả nhà coi. Nhà Văn là khuôn cỡ đó đó. Khuôn này là khuôn chống dính hả? Dạ khuôn chống dính. Cái khuôn mà ở dưới nhất á là cái khuôn huyền thoại. Cái khuôn này là mẹ bà mình là hồi xưa là khuôn này không nè ha. Khuôn gan. Ừ. Khuôn đất chứ. Khuôn đất lộn. Khuôn gan là bên kia. Cái khuôn đó mẹ quay phim mẹ không thấy cái khuôn luôn á, đen thui. Cái khuôn này em không biết bao nhiêu năm, hơi tí mẹ ra hỏi mẹ chứ là từ lúc em nhỏ nhỏ xíu là tới giờ đó. Ê anh Khải sao cảm giác cái khuôn đó cái bánh nó bự hơn hai cái khuôn kia vậy? Ừ. À bự hơn. Khuôn này biết làm công dụng là làm gì nữa không? Nướng con dợp á. Nướng dợp, sò con sò tổ rồi được không? À, sò tổ rồi đó, để em đây nè. Nướng, em nó không bị lật nha. Cái gì đó đổ mấy chất đó. Ừ. Mẹ, cái khuôn của mình là nhiêu năm mẹ? Khuôn đất đó. Khuôn đất đó. Mẹ quên luôn. Lâu. Đẻ khuôn. Con là có chưa? Hả? Đẻ con là có chưa? Sau này. Vậy là chắc cũng hai mấy ba chục năm đó. Hai mấy năm từ giá 20 năm ăn lên. Tại lúc em nhỏ nhỏ mẹ đổ là cái này ta làm bể cái mẹ chút tao luôn. Có cái còn trọng cái mới hả? Dạ. Cái mới là cái đó, nó hơi là đờ là em sớt rồi. Để em để nó lặn lại hả? Ờ không phải, nó nổi là nó thật sự nó đến chín dữ lắm á. Ừ. Cái nó bị teo. Cái phần hến mình mới lấy ra xong giờ Băng sẽ xào phần nhân luôn nha cả nhà. Mẹ pha bột cho tụi con ha. Mẹ là dày dặn kinh nghiệm thành ra là mẹ pha bột cho chắc cú. Có gói hút ẩm rồi. Ngày trước là xài bột gạo hả mẹ? Gạo xay ra. Dạ. Bánh này về sáng cho chị sớm. Sớm lắm. Xay. Ngày xưa ăn bánh nào cực. Xay rồi muốn hở cánh tay. Nhiều ngán, ăn nhiều thì phải. Ngán xay ha. Ngán xay đâu ai giống á. Cái bột nhiều á. Dạ, biết gì ăn thôi. Ok,
cho miếng muối vô. Cái này là ngon hay không là cái phần nhân nước cốt, nó mình sử dụng nước cốt nhất nha, nó sẽ rất là béo, nhìn nó ngon đậm đà nha. Chặn đầu bếp rồi phải cho đậm đà mới được cả nhà ơi. Món này món ruột của mình. Bên cái phần nước cốt này em cũng cho miếng đường vô, một chút xíu muối luôn. Nhiều lắm á nha, cái gì đó, cái gì là còn đặc nữa nè, vừa đổ này nhiều lắm á. Rồi em quàng miếng muối vô, em cho phần tép vô. Không, cái nhân mình bữa nay là ngon lành đó, thịt, ép và thêm con hến rất là ngon. Chín hết em mới xả hến, tại cái phần hến nãy mình luộc đó là nó chín rồi. Mình cho hến nha. Chứ bánh khọt hến là anh bữa nay ăn đầu tiên rồi. Trước thì ăn thích ăn bánh khọt lắm mà khi ăn cái nhân hến. Ép thịt rồi thì ăn hoài. Thì ăn hoài. Em nấu bánh khọt là 30 cặp đó cả nhà. Không, giờ có 25. Bớt à? Bớt 50 cặp. Quá trời cái thau nước cốt. Hết biết rồi. Xào lăn thêm con ngỗng nữa mới hết nước cốt đó. Cho hành vô. Quá đã. Nữa luôn. Chết tôi chương trình đây. Món ruột mà làm kiểu này ngồi ngửi không chảy nước miếng quá trời. Đó. Đây là phần nhân. Bột bên kia mẹ cũng xong rồi kìa. Cái khuôn này của mẹ là mẹ đổ quen rồi. Hồi nãy giờ mẹ đổ cũng được hai khuôn, khuôn mấy hai khuôn hả mẹ? Hai khuôn hả? Hai khuôn. Dạ. Mẹ là vừa đổ xong qua một vòng giáp là mẹ cho nhân vô liền luôn. Cho nó hòa vô cái bột luôn hả mẹ? Ừ, hòa. Thấm nó không gầy á. Dạ. Ngay. Cô mẹ chóc lóc à? Ồ, cuốn lâu rồi. Bên đâu rồi? Cuốn đủ rồi đổ xuống. Mà ăn cái độ giòn giòn thì bên băng đổ dầu nhiều sẽ có cái độ giòn hơn á, bên cái khuôn bên đây nè. Sao băng băng nãy giờ là được một mớ này, còn mớ này là mẻ đầu. Băng đổ thử không có đổ nhân nè cả nhà. Đó. Cái khuôn của băng là băng mua mà lần này lần sử dụng đầu tiên luôn nè. Không nhìn cũng hấp dẫn chứ bộ băng. Cái khuôn gan này đó mới sử dụng lần đầu nó hơi dính. Hồi nãy nhấp trước một khuôn đó. Cái này cái khuôn gan này là mình phải sử dụng nhiều dầu. Dạ. Dạ nó có lõm trong rồi, nó không có đều. Thôi chắc mình từ giả quá các bạn ơi, cả nhà thấy không được rồi, không xong rồi. Theo mẹ là lò củi sẽ dễ đổ hơn. Để lửa nó đều. Lửa nó đều ha, lửa nó sỏi. Thả nó dính đấy ha, từ từ chốc ha. Mà tại ga nó có hơi nhục lình á. Anh nghĩ ăn của băng sẽ là nhân nhiều hơn của mẹ mà. Nhân nhiều hơn không? Em không biết thiệt, em thấy, em làm nghề thí thí nè. Đâu biết mà Út. Với lại cái khuôn con nãy có nhát rồi, con nhát rồi. Anh thải hết khuôn đó tới khuôn sau là cũng được rồi. Cũng dễ nè bạn. Dễ, em cho nó giòn hơn. À, của băng vô form rồi đó. Mới đâu quay mà. Với lại anh phải cho dầu nhiều giống băng nè. Với lại cái khuôn đầu nó vậy đó. Đó, hợp lý. Anh để cái dĩa nhỏ này để hơi cho em bỏ qua cái mâm em. Ừ.
Dạ, tại cái khuôn này mà ít mỡ không được Út ơi, nó dính. Bánh này người ta sẽ gọi là bánh khọt, còn gọi là bánh ôm nhau. Bánh ôm nhau. Tức là khi mà đổ xong nó băng, đó mình úp lại nhau, ta gọi là bánh ôm nhau. Ôm chưa? Bánh bắt cặp á. Rồi, bên đây đầu bếp Khải mặn gì nhai bột luôn. Bột không? Sao kỳ vậy ông anh? Ngồi ăn đẹp trai vậy. Nhưng này thì mình múc nhóm chừng vậy hả mẹ? Ừ, nhóm chừng, vừa vừa. Cái khuôn của mẹ bên đây là tự chóc luôn hả mẹ? Ừ, nãy đụng cái nào khô, đụng chóc luôn. Đụng chóc luôn. Vậy đổ mấy ham đó. Còn ấy ấy. Ấy ấy. Đổ kỳ lắm. Ấy làm sao? Ấy ấy đổ ấy kỳ ấy lắm. Cái này nó chào mẹ. Bất dòng lắm, những dòng nữa. Trời, em làm cái hình như nó quá trớn. Cái này nếu mình đổ hải sản không á, mình xài mực với tép cũng ngon lắm mà. Ừ. Ồ, mẹ khửi cái văng lên luôn à. Chốc lóc. Còn cũng như là chống dính vậy. Mình đổ chống dính bên đây không chồng. Ừ. Hay quá. Mẹ nói giờ cho mẹ 4 năm bịch bột nữa đổ vẫn bình thường kìa bác. Quá yêu. Ba người quay ra đá luôn, hết người này tới người kia. Thèm đá luôn hả? Món bột của Caramel mà. Đang hứng cái bột trên cổ mà. Vậy là hai bột hơi quay bán cho hai lỗ tai. Khán giả đâu có thấy. Khải nói giờ đưa anh Khải thêm 3 bột mới vẫn đổ được. Đổ thêm 3 ngày nữa. Anh Khải. 3 bột nãy giờ mới em cho 3 ngày nha. Không không lầm là một khuôn đã xong rồi đó. Từ đầu giờ luôn hả? Khuôn 1. Khuôn 1. Còn không, khuôn 1 rồi còn chặt cái vụt nữa. Xong rồi cả nhà ơi, giờ còn lại một ít bột á, mẹ chỉ đổ nước cốt thôi, mình hết nhân rồi. Đây, thành quả của mình là được một mâm siêu to luôn. Coi nè, cái nhân. Đây đây, cận lại mấy cái bánh này cho cả nhà xem, hấp dẫn lắm. Mời cả nhà cùng ăn bánh khọt với gia đình mình nha. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn bánh khọt. Bánh khọt còn phải móc tay. Dạ. Bữa nay phải gà tay ăn mới đã. Giờ mọi người sẽ bắt đầu lựa những cái rau mà mình yêu thích. Nhân nắm một nắm để trên mặt dùng anh Khải thì sẽ ăn theo bún xào. Tức là cho bánh cho gạo vô và chan nước mắm. Vậy là chắc ăn hết anh Khải. Không rớt được. Út có thì cuốn rau nhìn rất là hấp dẫn. Út Nhân thì chưa lựa được rau mình yêu thích. Bánh tráng trộn. Cha là đã gần xong một cuốn. Trong cặp rồi đó nha. Anh Khải xong cặp. Hồi trưa vừa mới thấy người ăn bánh khọt như dự hai á.
Dạ. Băng thì ăn rất là kỹ, rau rất là nhiều. Băng là cũng mắm đỡ quá. Nãy giờ là mẹ với Băng đổ xong với lại có anh Khải rồi nữa, thì nãy giờ cho mẹ nghỉ mệt 30 phút để mà đừng có ngán á, chứ ăn liền là không nổi đâu. Nóng quá mình. Dạ. Đúng mà với mệt lắm. Dạ. Đổ anh Khải lần nào gì uống nước. Nóng anh. Nóng là cái nước. Dạ. Một cặp. Dạ, anh Khải ăn gì lại á? Quá phê he Băng ha. Phải lắm, ngày xưa còn ăn lá đột sộp nữa kìa chứ, hai giờ thì không thấy hả? Út ăn được tất cả các loại rau rừng không? Được chứ, sộp được. Có cái này anh không ăn được này, giống nó cái giống... này cái gì? Nàng hai ha. Nàng hai. À. Nó tựa như... Nó có hôi gì đâu. Đúng rồi, nàng hai. Anh thử cái đâu có hôi gì đâu. Không hôi gì vậy hả? Nó tựa như cỏ cứ kheo hả? Anh thử nó vậy mà anh ăn vô không hôi. Không có gì. Anh thử coi. Đây mình kèm với rau kia. Ngon như đạn luôn á. Ăn cái xứng tới Tết á. Không? Năm vị lá nè. Út ăn vậy nó mới đúng bài ha. Đúng bài. Có rau thơm bên kia đó nghe Út. Bắp cải dưa leo nữa. Rau còn ở phía sau nhiều lắm. Mình thích ăn rau rừng. Không chơi rau nhìn Khải cũng có lý. Trời ơi có lý lắm. Hai cặp. Có lý lắm. Anh Khải là đánh nhanh rút gọn. Ăn theo kiểu bún xào mà nãy nói rồi. Bỏ vô trộn mọi thứ lại với nhau là mình lụm thôi. Đấy cái cài. Sướng không anh Khải? Sướng chết chết luôn. Ăn nhút thì đỡ ngán nè, con thấy cuốn rau nhiều ha. Cuốn nhiều không? Dạ. Thấy cắt lòi ăn đảo à, nó bùi bùi. Sọc. Rau gừng cái mình cho mới rau thơm rồi vô cho nó thơm thơm á ba. Nó vàng. Vàng nhỏ. Nè lau rồi ăn trước đi. Dạ mình lựa lá non trước đi tại còn nhiều mà ở sau lưng con còn nữa nè. Ngoài mà lạnh có lúc mưa nhiều quá non. Mình có người hái trước. Mình có người hái. Này hái đâu? Ở ngoài gần ruộng hả cha? Hai nè, ngồi chỗ của quận. Cái gì các loại nàng hai tới nàng ba. Không biết ăn rau cũng phải gói vô một miếng. Dạ. Ăn ngon. Chứ ăn cái bánh xèo ăn không ngon ngán lắm. Mà tao thấy coi chừng thằng này ăn ngon hơn bánh xèo á. Tao thích ăn hơn bánh xèo. Cái làm kiểu gì? Bún xào. Lạ lắm. Chắc cú hơn thầy. Cái này nước mắm thì mình làm nước mắm chua ngọt, nó lạt lạt, mình chấm ngập nó ngon ngọt hơn. Dạ. Anh Khải cứ thế mà phát triển ha anh Khải. Cứ thế mà phát triển, đầu tư và phát triển. Rồi Út no rồi, mới có hai cái bánh khọt mà rau nhiều quá giờ nó. Không no đâu. Mấy món ăn có này. Rau nhiều ngon thiệt à, không ăn mấy món này không có rau giống như là tiểu chết luôn nhiều cũng ngán. Một chén rau vậy ha anh Khải, tương đương với một cặp bánh ha. Tương đương với một cặp. Dạ, nó đi theo vậy đó ha, combo combo ba đó. Đó ba đó, ba cặp rồi đó. Rồi ăn như đạn luôn. Sao mà thấy anh Khải dưới lên cái có ớt đó, nằm đó, trên đó, hấp dẫn quá. Cũng là một cách ăn ngon đó chứ. Dạ. Chứ. Hãy ăn theo cách của bạn. Nè, thấy không? Đầy đủ hết trơn. Cái ăn con hả? Cái ăn con. Hết câu gì nói con lấy đi chăm xin. Cha lúc cha bẻ còn rau nhiều không cha? Còn rau gừng nhiều không? Dạ. Để kiếm. Dạ. Không để. Rau gừng hồi nãy hồi sáng nay đi hái hả? Dạ. Cha mẹ con người sẵn thấy luôn. Hồi đầu mẹ có ý định trước không mà không biết mà tao
không ý định chứ đâu hết. Nó đắt về cái bẻ cái lòi mà bạn đi nói nó về bạn về cũng nói nó bẻ ghé lại bẻ. Nó về. Chắc tại mẹ biết mình là bánh khọt rồi đó. Không ý định trước đâu, là tại vì sáng là con đổ bánh khọt mẹ mới ấy đó chứ không phải là tính trước nữa. Con bẻ ghé lại bẻ. Tại vì mấy cái rau chợ là con mua hôm qua rồi. Này non quá. Cái lá bự bự. Thấy chưa đâu phải không? Mẹ ngày trước có người ta chiêu mộ đồ bánh khọt đó, tại mẹ đồ bánh ngon. Nãy mẹ nói. Đó cũng lợi thế đó nha. Đồ bánh ngon đi ăn đã luôn. Mà đồ bánh khọt là thấy cực quá. Nóng quá. Cái này đổ lò than chắc khỏe hơn á mẹ. Nó đỡ nóng. Hết đó anh Khải. Hết. Ba cặp. Nó bóp ra cho chắc nó chấm vô là nở ra cái hút mắm vô. Chưa đạn luôn á. Ai cũng có cái thế hết trơn. Cái thế của Út là cuốn sao nhiều rau càng tốt. Nhiều rau ăn nó ngon, nó không ngán. Không, Út ăn rau nhiều thấy ngon thiệt. Băng cũng ăn rau nhiều nữa. Chú cháu tao mà. Cái này mưa hôm nay sao cây nó không tốt, ta mọi lần cái này cây này tốt lắm. Dạ, mới lên được đâu à. Nhỏ không thấy. Nói ví dụ ăn rau ăn rau. Bữa nay em ăn rau gì lết đó không? Ừ. Tại anh quay phim nghe rồi em mất cả. Chứ mà đừng em cuốn cái cuốn dữ lắm. Mọi người một ý nha. Chứ nếu mà không có cải xanh là không em nha. Dạ. Có cải xanh nồng nồng với em. U bông này khoái cải xanh hay gì nè. Anh cũng vậy, quá cây bạch thành đó. Ừ, đã. Mỗi lần đổ bánh cọt là không kêu gì. Còn nhân khoái gì thấy ăn rau chợ không nè. Vậy mà nãy nói trời em khoái rau gừng lắm. Chán nhân. Nãy giờ quên nốt, nãy giờ anh Khải ăn cái cặp của anh Khải đổ chưa ta? Nè. Có một con hến nè nghe. Anh đổ một cái sao đúng một con hến nè. Đúng một con hến nè. Miếng thịt với miếng tét. Tốt cái ngọt nè. Đậm đà mẹ, cái bánh nãy anh gấp cho con Tin á. Mẹ làm nước cốt đậm. Cái mà nước cốt không thì nó béo. Được cái là nó béo. Mà nó không có thịt. Nãy gấp cho cô Tin bốn cái bánh mà không có thịt á, nước cốt không á. Ăn hết bốn cái rồi múc thêm bốn cái nữa đó. Rồi nó vô nó ăn với ông nội bà nội với giống kìa. Mà Tin làm nước cốt không béo là nó không chịu luôn. Không mặn mặn ngọt ngọt đậm nó không chịu luôn. Nó không chịu ăn đâu. Tin ăn cũng đậm lắm. Gặp cây quế đất cho Út nè, Út khoái quế đất. Có chưa? Ít à. Tại sáng con mua mấy bữa rồi, cái nó bị úng. Bữa nay đổ nhiều ăn cái chắc ngán tới Tết luôn. Thường ăn cái ngon tới Tết, cái này ăn cái ngán tới Tết luôn. Đây là bốn cái là hai cặp rưỡi rồi. Là năm cái. Năm cái. Còn tám rồi đó. Thiệt đó. Tám cái bốn cặp. Bốn chén rồi đó. Bốn chén rồi đó. Anh ăn cỡ 13 chén nghỉ à. Cỡ 12 chén chè. Cuốn thứ năm à. Cuốn thứ năm mới có hai cặp rưỡi. Cuốn cái. Nãy ăn dụng chưa tính nữa. Nãy một mâm em chừa cho anh một phần, chị Liên một phần, bếp Như Nội một phần, để cho dì Tư một phần là còn nhiều đây đó, cũng nhiều chứ, bao một bột cũng nhiều. Cánh gà cầu gừng này mình bẻ gì đâu có định đầy đủ đâu ha. Đâu đúng không? Dạ, chứ còn biết nhiêu loại. Dì nụ áo đâu. Rồi cơm nguội, dạ, lá cóc, lá xài, lá ruột, nhiều lắm. Là cách
rồi cái gì lụa gì đó, rồi sung, dạ lá lụa, lá sung, lá lốt ngủ ăn nữa. Lụa giờ kiếm không ra. Lụa qua Tết chưa? Lá lụa bà hổng con đi chợ phải nó mỏng dánh mà nó dịu quá không? Ừ. Cái gì đó ha? Ăn nó chua chua. Nó có mùa. Sập sập. Nào như mà đọt túi non vậy. Dạ. Mà mềm lắm. Ừ. Vậy là đúng rồi. Vậy con không thấy. Thùng có chùm mấy đọt á, dạ. Chùm sụn mỏng lép. Bữa nay là có em mà vô trong chiến trận này là rồi, không ai kịp em đâu. Trời ơi, men quốc 25 cặp mà. Đó, con kêu á, bữa nay à, món tủ vô ăn đi. Không hết đâu. Anh mắc cỡ anh. Hết, không hết, nó 25 cặp đó. Anh mắc cỡ anh không chịu. Về nhà là... Rồi mình. Về nhà là mẹ. Mẹ bệnh bà đổ một lần là đổ ngon cho nó ăn không đó. Ăn mà không rau là lúc ăn mới đổ, mới vế ra còn nóng á. Dạ, ăn liền luôn à. Đó, đổ không kịp cho nó ăn mà. À, mày mày đổ ra muốn ăn hay là ăn còn nóng vô đang đổ nhau vô sờ thử cái cặp nào nóng mới làm. Dạ. Bánh khọt, bánh xèo, bánh mẹ con đổ gì cha con là phải ăn bánh nóng là đổ xong là nóng nóng là kêu cha ăn trước. Là xong rồi đó. Dạ là xong rồi đó. Xong luôn đó. Dạ. Nhưng là cái nhân công nhận cái chừng cái nhân em nêm đậm đà thiệt. Cười, ngon cười sao? Mẹ nó chả ngon á. Cho tôi khen tôi, cái không được sao, làm gì hỏi tôi như vậy. Chán ngon thiệt chứ. Cha nói có nhìn ngon hả cha? Ừ, chứ ăn đậu xanh liếc cũng sao, dữ dội. Dạ. Băng là lần đầu tiên đổ bánh khọt. Dạ, hay đổ là cũng ít chịu nhân. Dạ. Nhưng này có hết không à? Dạ. Đầu tiên lúc ăn nhân hết á, xưa giờ bánh khọt ai có đổ nhân hết đâu. Tép. Này thì mình biến tướng vậy. Tại vì biến tấu gì sao biến tướng? Biến tấu. Món ăn mà biến tướng thấy thèm chứ. Cắn lần nửa cái là quấn ươm rồi nè. Quấn hả? Hồi nãy là nguyên cái phải không? Nãy nguyên cái giờ nửa biến cái. Biến tướng thiệt à, làm chừng ba cặp nữa biến tướng. Có... tướng ốm là tướng mập á cha. Đi sửa tướng á. Trời ơi, 10 cặp ăn nổi đâu, con nhân quấn. Thì mới 8 cặp rồi. Con không như cái. Bây giờ gì đi, video cũng dài rồi, thôi mình xin kết thúc video đây. Mình hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Rồi, bye bye cả nhà. Thôi, bye bye. Hẹn gặp lại.